chương trình địa phương phần văn và tập làm văn một la mã nội dung thực hiện một học sinh sưu tầm những câu ca dao dân ca tục ngữ lưu hành ở địa phương mình nhất là những câu đặc sắc mang tính địa phương mang tên riêng địa phương nói về sản vật di tích thắng cảnh danh nhân sự tích từ ngữ địa phương 2. Mỗi học sinh ít nhất ghi được 20 câu. Hai La Mã phương pháp thực hiện. 1. Cách sưu tầm. Tìm hỏi người địa phương, chép lại từ sách báo ở địa phương, tìm các sách ca dao tục ngữ viết về địa phương. 2. Mỗi em tự sắp xếp ca dao riêng, tục ngữ riêng theo trật tự ABC của chữ cái đầu câu. 3. Đến thời hạn nộp, lớp thành lập nhóm biên tập, tổng kết kết quả sưu tầm, loại bỏ câu trùng lập, sắp xếp lại theo trật tự ABC trong một bản sưu tập chung. 4. Tổ chức nhận xét kết quả và phương pháp sưu tầm, thảo luận về những đặc sắc của ca dao tục ngữ địa phương mình. 5. Thầy cô giáo tổng kết rút kinh nghiệm. 3 điểm trên, học sinh thực hiện ngoài giờ lên lớp, trong 10 bài đầu của học kỳ 2. 2 điểm sau, thực hiện tại lớp, trong bài 33.